Ngày 27 tháng 8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành vi hai người đàn ông áp sát cô gái dừng đèn đỏ để lấy trộm đồ ngay trên phố, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo camera hành trình ghi lại, đoạn đường xảy ra sự việc nằm trên phố Nguyễn Biểu, đoạn giao Quán Thánh, Hà Nội. Thời điểm này, một cô gái mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đen đang đứng chờ đèn đỏ. Phía sau có hai người đàn ông đi hai xe máy, cố tình áp sát. Một người đâm nhẹ vào xe, khiến cho cô gái quay lại nhìn để đánh lạc hướng. Trong khi đó, người còn lại đứng song song bên trái cô gái, nhanh tay lấy trộm đồ ở phía trước xe. Sau đó, cả hai tên trộm phóng xe máy vượt đèn đỏ tẩu thoát. Tình huống diễn ra quá nhanh, khiến cô gái không hề biết mình vừa bị mất trộm. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến và bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều bất bình trước hành vi xạo quyệt của bộ đôi trộm cắp. Nhiều người bức xúc khuyên cô gái báo công an vì đoạn clip có quay lại được biển số xe của hai tên trộm.